Hello, chào anh Việt. Hello anh bạn Phương Quang. Chào anh em và chào mọi người. Anh bạn vừa rồi nói cái vụ mà đi chung đi ké này nọ thì cái tình trạng đó có anh, chứ không phải là không. Có hả? Có. À. Là lý do thì anh cũng nói về tiết kiệm xăng, giống như ví dụ là hai người đồng nghiệp. Đó. Ừ. Hai người đồng nghiệp ở gần gần với nhau. Thấy không? Ừ. Thì cái mỗi tuần là anh này chạy một tuần, tuần kia cái anh chạy một tuần vậy đó. À. Cái nó lợi nữa là giống như mỗi lần mà kẹt xe bên Mỹ, hồi xưa anh biết là nó không có cái con đường gọi là carpool, nó không có. À. Sau này thì dân số nó càng ngày càng Đông. tăng, đông thì Ừ. họ sửa lại cái đường đặc biệt cho những người mà hai người trở lên thì nó gọi là carpool đó. À. Thì ai mà đi làm mà hai người trở lên á thì vô cái đường đó đó, đường sọc đó đó là carpool đó đó, thì đi thoải mái. Tại ít người đi lắm, tại thường thường là đa Đúng số rồi. Mỹ là họ đi làm mà đi công tác là đa số là vì cá nhân. Ừ. Rồi sau này Mỹ á nó vẽ ra một cái chi nhánh nữa, cái nghĩa là mấy cái quốc lộ bự á là nó vẽ ra mấy cái carpool, xong rồi nó vẽ ra mấy cái express, là mấy cái đường đó là mình phải đóng tiền. Không cần biết là anh một người hai người gì đó mà anh đi cái đường đó đó là anh phải đóng tiền. Nó cũng giống như là nó Tức là cái tiền thu phí lại đi trên cái xa lộ đó là nó giá khác đúng không em Việt? đúng, giống như là giống như ví dụ là Khỏi trốn luôn đúng không? Khỏi giống như né luôn đúng không? giống như cái quốc lộ là nó có năm xóm, À năm năm à năm làng. năm làng, thì nó Ừ. chỉ chia ra một làng á, là nó gọi là express á. Đó là cái đó À, là giống đó như là đang 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 nói về BOT đó Kiên Giang. Cái này là ai Việt đang nói về BOT đó. Để nè, xin lỗi ai Việt chút xíu để nói vậy để cho Kiên Giang lắm rõ nè. Đầu này nó chán lắm. Tức là ai Việt đang nói cái chuyện đó là làng đó là làng đi đi BOT. Và cái làng có làng dành riêng cho những trường hợp là đi chung, ví dụ như cái xe 7 chỗ của mình đi, thay vì là đi một người đúng không, mà đi đủ 7 chỗ thì sẽ có một cái làng riêng đúng không ai Việt? đúng. Đó, và cái làng riêng đó là một cái giá khác nữa. Kiên Giang hiểu chưa? Tức là ông đừng có nghĩ mà ông dồn vô xe mà ông né BOT. Đó, Kiên Giang thấy chưa? Rồi xin mời ai Việt tiếp tục. Thì giống như thường thường mà những người nào mà thành phố khác á, mà chạy tới thành phố khác nhiều khi không có rành đường á, hay là không có rành quốc độ này nọ đó, nhiều khi cũng chạy chạy lộn đường á, cái là cái xe mình á là vừa chạy ngang qua là nó có camera, nó có máy hình, nó ghi lại là nó bấm liền, là nó bấm là anh không có cái thẻ mà cái chip á mà gắn vô À. cái xe đó, thì nó phạt anh, nó phạt anh là 20 25 đô hay là 45 đô gì hay 50 đô gì đó, thì anh tự giác thì anh À. trả tiền đó. Thì Đúng cái rồi. vấn đề mà express là một một năm một tháng mình trả giống như là 40 hay 50 vậy đó, ví dụ vậy đó. Còn những cái tiểu bang kia, có nhiều tiểu bang á nó chơi cái trò rất là mất dạy. Cứ mỗi con quốc lộ nhỏ nhỏ nó lợi dụng là nó bắt người ta phải trả tiền ken. Anh tới là anh phải bỏ đóng tiền ken thôi. Tiền Nó ken là là sao? Tiền ken là sao bạn? Tiền ken là sao bạn? cái nghĩa là anh bỏ tiền ken vô cái máy đó là anh được đi. À. À. Còn không là anh tới cái cổng anh trả tiền ken. Tại nó chơi về cái vấn đề là giống như người ta có nhiều người họ không có đem tiền tiền ken đó anh bạn. Đó. Cho À. nên cho nên là nên nó đặt vô cái thế là có nhiều người, cái nghĩa là phải bắt buộc phải đem tiền ken này nọ vậy đó. Nó tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái quốc lộ. Có nhiều cái tiểu bang À. á, có nhiều tiểu bang ở bên kia là anh chỉ cần đi cái quốc lộ nó nhỏ xíu mà nó ngắn nữa, cả khoảng là Ừ. 30 40 cây số là nó bắt anh nó phải À. trả tiền ken. Rồi anh đi tới cái tiểu bang khác, anh đi quốc lộ khác cũng trả tiền ken. Cho nên nhiều khi người người dân ở bên Mỹ mấy cái bang kia họ lúc nào cũng thủ về tiền ken đó, lỡ đi đâu nó tiện, hay là tiền mặt nữa này nọ rồi vậy đó. Đó còn Ủa anh bạn, bạn, bạn. Tiền kem mình có thể hiểu là vấn đề là thay vì là mua giống như là bạn mua một cái thẻ, bạn đi là tự động nó trừ, còn cái này là giống như tiền kem có thể hiểu là trả tiền mặt không? đúng đúng trả tiền mặt đó là tiền ken, nó dùng nó dùng vô À. nó tại nó quấn vô cái cờ thế, anh hiểu không, nó làm vô cái cờ thế À. đó, Ừ. nó khôn lắm. Hiểu rồi, hiểu Rồi rồi. rồi nhiều cái quốc lộ là giống như mấy cái cầu á, cái Ừ. cầu nó đâu bao nhiêu đâu, phải Ừ. trả tiền lệ phí cái cầu, không cần biết Phí qua là cầu đúng không? phí qua À. cầu.
Anh biết một năm á, hay là một ngày á, mà mỗi cái cầu đó nó lấy là cả cả ít nhất là khoảng là mình phải nói là ít nhất là một ngày nó lấy là ít nhất khoảng là 20-30 ngàn á, ít nhất đó đó, một ngày thôi đấy nha anh, nghĩ đi. Mà khi mà tu bổ sửa nó lâu lâu nó mới sửa thôi, chứ đâu phải là ngày nào nó cũng sửa đâu. Cho nên những cái quy trình mà quốc lộ của Mỹ đó, nhiều khi đó bây giờ nó khôn lắm, tương lai là bắt đầu là nó vẽ đủ đứa đó, nó vẽ đủ đứa trò đó. Còn mà cái đường lèn mà xe xe sắt xe tải mà 10 18 bánh á là nó chỉ cho đi bên ở Mỹ thì không biết sao, chứ ở Việt Nam không biết sao, chứ ở Mỹ á, là ở bên lên bên phải là cái sọc bên phải á, nó chỉ cho hai cái sọc bên phải, hai cái ở bên 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 tay phải thôi, còn hai cái mà bên tay trái á, là cái đường đó là đường tốc độ nhanh cho người dân họ đi nhanh chút đó. Còn anh xe tải nào ha, anh 18 nào mà lạng quạng mà đi qua mấy cái đó á, là nó phạt chết á, chứ không phải dừng đâu. Xong rồi á, thì giống như Tức là họ rõ ràng họ phân biệt ra cái đúng làn nào dành riêng cho xe nào là chỉ xe đó đi thôi, đúng không? đúng Không còn được xe đi gọi tầm bậy tầm bạ cho đúng trộn làn xe khác vào, đúng không? Rồi đúng làm rồi hiểu. xe con á, thì anh muốn đi đâu á, lè nào cũng được đấy, xe con thì anh muốn lè nào đi, nhưng mà đặc biệt là những anh mà xe 18 bánh, xe tải 18 bánh á, đó là phải đi chỉ hai lane, hai cái sọc đường bên phải thôi đó, chứ họ không có cho qua bên đó. Rồi mấy anh mà 18 bánh á, nhiều cái quốc lộ á, là mấy ảnh phải biết được cái quốc lộ nào nó cho đi, còn quốc lộ nào không có cho đi, chứ không phải là quốc lộ nào nó cũng cho đi đó. Rồi á, mỗi quốc lộ á, anh đi xa trong độ đó tới khoảng là 50 cây số hay là 100 cây số là nó có cái chỗ là vô là nó bắt anh phải căng à, anh vô anh căng đó, Cân. căng sao sao rồi nó kiểm tra sao xong rồi cái bắt đầu á, là anh nhưng mới nhưng nhưng đi tiếp. nhưng 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 mà ai về cái chạm cân đó đó, thì trước cái chạm cân, trước khi vào chạm cân đó, thì nó có cái chạm nào cho người ta đi vệ sinh không? Ví dụ như là người ta lỡ ăn tiền, người ta no quá, bây giờ người ta muốn cho nó nhẹ cân á, thì người ta ghé cái chạm đó trước, rồi xong để người ta vào cái chạm cân kia cho nó nhẹ đi, rẻ tiền. Thì trước 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 cái chạm đó có cái chạm nào để cho người ta đi vệ sinh không? Có Không có, có mấy cái quốc lộ không? mà Không mấy, có mấy cái quốc lộ mà đi đường dài á, là à, cách khoảng là ba chục chào cây Nghĩa số Hành. là cách khoảng là 30 cây số là 40 cây số là nó có một cái chỗ là nó gọi là rest area, là cái chỗ mà gọi là giả lâu á, Đi vệ sinh đúng không? Đi giả lâu chạm dừng giả á, giống lâu như chạm dừng đúng không? chạm dừng đó, đúng rồi chạm dừng á. Thì tới đó thì dĩ nhiên á, là hai bên nó sai hai bên, bên trái bên phải, thì anh nào là đi 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 bắc á, thì cũng vô bên phải, hay là anh nào đi Đúng nam thì rồi. cũng vô bên trái, ví dụ vậy đó, thì nó sai hai bên đó. Thì vô đó thì có chỗ đậu rồi đi vệ sinh rồi ngắm cảnh rồi nghỉ ngơi, khoảng tùy theo người, Đúng tùy theo rồi, đó chỉ vậy đó giảm đó. nhẹ ký lại chứ, đúng không? Chứ lỡ mà bây giờ lên mấy ký vô kia nó cân ổn, nó tính thêm tiền chứ tội gì, đúng không? Đúng không? Đúng rồi vậy. Là vậy thì được. Cho nên Muốn nhiều khi ở Mỹ anh biết, giống như mỗi lần mà đi đi đường quốc lộ mà lỡ mới nó kẹt xe mà có anh nhiều này mà thốn hay này nọ mà muốn đi á, là trời ơi, có nhiều người dân họ phải bắt buộc với họ phải ghé vô cái bụi nào đó họ xả đại xong họ đi thôi chứ sao Đúng giờ. rồi. Đó, cái đó là tình thế thì bắt buộc thôi. Cho nên nhiều khi mỗi lần ở Mỹ kẹt xe, nói thiệt với anh đi làm buổi sáng là ngày nào cũng kẹt xe đó đó, ngày nào cũng kẹt xe đó. Ở Mỹ xe nó chạy như là ở Việt Nam mà chạy xe Honda vậy đó à, ngó vậy nhiều lắm đó, là cái vấn đề carpool là vậy đó. Giờ anh hiểu carpool cái nghĩa là gì đó đúng không? Đó, cái nghĩa là Hiểu rồi. hai người đi chung với nhau này nọ, hay là con cái gia đình, miễn sao trên hai người trở lên đó, trên hai người trở lên. Trên hai người trở lên là gọi là để carpool rồi, phải không? Đúng rồi, Đúng không? tại Được tính vô cái nó muốn với lại thế muốn này nè. Bạn nói đi. à, thôi bạn nói đi. Có người hỏi là họ thấy những cái cảnh bên đó, gọi là những cái xe mà kéo theo cái R1 ở sau mà làm cái nhà để ở luôn á, thì cái trường hợp đó là nó như thế nào? Mấy cái xe đó nó tùy, nó có giống như mỗi lần mà xe 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 bự á, mà nó xay luôn cái nhà, thì cái đó xe bình thường thì không có nói. Còn cái xe mà nó anh nói mà xe mà nó chở những cái nhà mà ở sau cái gì nữa đúng không, hay là sao? Đúng rồi, nó lôi giống như là một cái thùng ở phía sau đó, cái thùng đó là cái nhà lại người ta ở, người ta sinh hoạt luôn á. À thì cái đó giống như là
thường thường là những người họ tổ chức giống như là ngày lễ độc lập hay là lễ gì đó thì họ tới mấy cái công viên mà bự bự á, cái họ họ tới đó cái là họ đặt chỗ, cái chỗ cặp á, dành riêng cho những cái xe đó để tới giống như là giả lao rồi ăn uống này nọ thôi đó, không có gì đặc biệt mấy cái vấn đề đó. Xe đó là xe kéo mà đâu có gì đâu. Còn mà khi nào mà nhà ví dụ nhà đó, nhà thì anh tới thuê cái mảnh đất nó có đường nước, đường dây, đường điện, đường này đó, thì anh không muốn xây nhà thì anh có cái nhà đó đó, thì anh tới đó anh thuê bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi gì đó, thì anh ở thì anh trả lệ phí vậy thôi. À có người nói anh ai Việt ơi, anh nói như vậy anh không sợ tụi ba sọc đó nói anh xuyên tạc nước Mỹ sao? Mình nói cái người bạn mà hỏi câu hỏi của mình á, câu hỏi cho mình á, à, mình là khắc tinh của những thành phần ba sọc, mình là khắc tinh á, mình đã chiến đấu hai mươi mấy năm rồi là khắc tinh của ba sọc á, thì cho nên á thì ba sọc đối với mình á là bình thường, chuyện bình thường. Tội nghiệp Kiên Giang, tức là chỉ tội nghiệp mình Kiên Giang biết sao không? Nó tưởng cái kèo BOT này là nó vô mánh rồi, hiểu không? Cái kèo BOT này nó vô mánh. Ai ngờ cái kèo BOT thì bên Mỹ nó còn ghê hơn ở Việt Nam. Nhiều ghê lắm, trời ơi, không phải chuyện giỡn đâu anh ơi. Làm Kiên Giang nó cụp đuôi, nó chạy đi mất tiêu. Đâu phải chuyện giỡn đâu anh, ở Mỹ anh đi đâu á là nó bây giờ là thời buổi bây giờ là nó là không có vụ gì mà hồi xưa thì nó xây quốc lộ, hồi xưa nó xây quốc lộ là cho người gì dân đi, là tại nó nghĩ là hồi xưa là dân ít, anh hiểu không đó. Bây giờ là dân nhiều, cho nên nó dân nhiều thì nó phải tính sao để lấy tiền dân nhé. Đúng rồi, nghĩ đi đó. Rồi hồi xưa giống như ví dụ nè, hồi xưa mà mình vừa ra quốc lộ á là mình từ ở trong mình vừa ra thì mình cứ đi thả ga. Bây giờ á là nó có cái đèn xanh đèn đỏ ở đó. À, nó ngay đó, cái nghĩa là anh vừa ra quốc lộ á thì anh vừa chạy ra là anh phải ngừng. À, khi nào á nó cho anh đi thì anh đi, khi nào á nó không cho anh là anh không có đi. Cái nghĩa là cái đèn đỏ đó nó điều khiển sau á là tự động nó điều khiển cỡ giống như nó thấy xe nào. Bên nào mà đông nó điều khiển là giống như cách khoảng là 5 giây hay là 10 giây là đi một người một chiếc, 5 giây 10 giây đi một chiếc vậy đó. Đó. Điều tiết đó. Nhưng điều tiết đúng không? Điều tiết đúng xe rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là chỉ là giờ mấy cái giờ mà giờ mà người ta đi làm thôi anh bạn. Đó. Giờ hành chính thôi, mình gọi là giờ hành chính á. Đó. Tại cái giờ đó là ai cũng đi làm á, cho nên họ muốn kiểu giống là làm cho khỏi kẹt xe rồi vậy đó. Đó. Còn mà cái giờ bình thường giống như giờ trưa hay là giờ tối hay giờ này nọ thì nó tắt vậy đó. Đúng rồi. Nó chỉ sắp sao cho cái giờ nào mà người ta đi làm cho nó khỏi kẹt xe rồi vậy đó. Không biết anh bạn còn hay là ai có còn câu hỏi cái gì nữa không? Đó, mình chỉ mắc cười cái là cái chuyện khi họ tính đến nỗi mà họ cân luôn á, họ cân xe luôn, thì mình thấy nó hơi rác, nó hơi rác quá rồi. Với lại thế này nè, việc như câu chuyện mà bà cô mình nói bên đó xe đời cũ á, giá nó rẻ lắm, thì bạn thấy có đúng không? Ví dụ nha, bây giờ là 2021 đúng chưa? Thì những xe mà đời khoảng chừng 2015 hay từ 2010 đổ lại á, thì tới đây á, thì theo bạn cái giá nó có rẻ không hay sao? Sự thật với anh á, ở Mỹ không có gì mà rẻ hết á. Nó tính theo thời gian, không có gì mà rẻ hết á. Đó, nếu mà mình nghĩ rẻ, sự thật là tại xe cũ nó rẻ là tại vì mình cảm thấy mình bỏ tiền ra mình mua ít thì mình cảm thấy rẻ. Nhưng mà sự thật á, cái xe đó đã cũ rồi, không có gì mà rẻ hết á. Ở Mỹ là không có gì mà rẻ hay là mắc gì á. Giống như ví dụ giờ cái xe 2021 mới ra, tùy theo loại xe đó, tùy theo loại thì anh muốn xe ngon á là anh mua là cả 100 ngàn, còn anh muốn xe tạm tạm được á là cỡ là 60 ngàn. Còn mà anh muốn xe mà kiểu như bình dân á, mà đi làm á, thường thường mà được á là cỡ 30 mấy ngàn
đó. Ừ. Rồi một năm sau nó xuống giá chút, một xuống giá chút 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 vậy. Giống bây giờ cái anh mua cái xe năm 2010 đi, nó cũng là cỡ là 5.000 đó, tại mấy cái xe đó nó đã cũ rồi đó, cho nên nó tính là nó tính về về cái thời gian, chứ nó không tính là à tại cái năm đó là rẻ. Không phải, không phải cái, không phải cái chuyện đó, nó tính theo cái thời gian. Cũng giống như điện thoại của anh vậy thôi. Giống như bây giờ anh mua cái điện thoại mà mới ra nó rất là mắc, mà anh mua cái điện thoại cách đây khoảng 2-3 năm á, điện thoại rất là cũ, nó không có gì mà rẻ hết á, tụi nó tính hết rồi, qua đời, nói chung là qua đời, qua cái đời đó đúng. Đúng rồi, cho nên không có gì mà rẻ hết á. Đối với nó rẻ thì làm sao nó ăn được anh, không có gì mà rẻ hết á. Tại chẳng qua là người ta cảm thấy là tại vì con số tiền nó ít và xài được người ta cảm thấy rẻ, nhưng mà sự thật á, anh bỏ xe, tiền ra anh mua xe mới á, anh chạy xe mới rất là ngon, còn xe cũ đó anh phải sửa này sửa nọ, nhiều khi á nó mấy cái hệ thống thông tin hay là mấy cái chất lượng này nọ nó không có giống như xe mới đó. Giống như ví dụ là GPS hay là mấy cái máy tự động kính len hay này nọ rồi gì á, ví dụ vậy đó đó. Chứ còn mà nói ra rẻ là mấy người họ không hiểu, họ nghĩ là cái nghĩa là mua cái xe 2010 là có 5.000 hay là 6.000 gì, họ cảm thấy rẻ, nhưng mà sự thật không phải. Nó tính theo cái thời gian hết rồi, chứ không có gì mà rẻ hết đó. Hiểu rồi đó. Tại có nhiều người họ nghĩ là giống như bây giờ xe 2000, năm 2000 đây, họ mua khoảng 1.500-2.000 họ cảm thấy là rẻ đó. Nhưng mà cách đây là cái đó là 20 năm rồi đó, họ đã xài 20 năm rồi. Thì đối với đối với những người nghèo mà họ cảm thấy ở xe đó thì có nhiều người cảm thấy mắc, nhưng mà thời gian họ tính theo thời gian thôi, chứ không có gì mà rẻ đó. Hello. Ok bạn. Bạn nói đi. Không biết anh bạn có còn câu hỏi gì nữa không hay là gì nữa không thì bạn đang rảnh hay gì? Bạn hay bạn đang đi làm? Mình chia sẻ. Cái đề tài sẵn nãy đó mình đã có đưa cái câu chuyện mà câu chuyện hình ảnh mà đoàn nghệ gia của nước Việt Nam mình đi qua làm việc bên Pháp đó, và sau đó là bên nước chủ nhà họ có thết đãi cái chuyện mà ăn thịt bò nướng mà giác vàng của cái nghệ nhà, một cái tay nhà bếp nổi tiếng mà rắc muối, bạn biết bạn có đúng không? Chắc cũng biết chút à. Mà sao anh? Thì bị cái đám bên kia nó xuyên tạc, nó bảo là ý là quan chức đi ăn phung phí, nhưng mà thực ra đó là cái bữa tiệc thết đãi của nước chủ nhà. Thì theo bạn nghĩ cái điều đó nó như thế nào, nó có hợp lý hay không? Thì thường thường anh biết mà, thường thường thì phương Tây hay là ngoại giao nào đó, thì khi mà một vị khách quý nào đó, dù cái nước đó là như thế nào thì dĩ nhiên họ phải có một cái tự trọng. Cái chuyện đó rất bình thường thôi. Nhưng bây giờ ví dụ cái người nghèo đi, họ lên nhà anh không biết họ cần nghèo hay gì đó, mà họ chỉ cần anh biết họ là khách là dù sao nữa, nếu mà anh có khả năng gì đó thì anh cũng tử tế, anh cũng đãi một cái món ăn nào đó thiệt là ngon, chứ đâu phải khơ khơ anh đem mắm hay muối hay đem ra cho người ta ăn, đúng không anh? Nó rất là đơn giản gì thôi đó. Cho nên cái vấn đề ở đây là những cái thành phần tử bên này á, là anh biết á, là dù cái hình ảnh nào hay là dù cái câu chuyện nào hay là dù cái sự mà chuyến đi nào đó, họ cũng đã thích và họ xuyên tạc. Đó là cái chuyện của họ, thì họ chỉ làm vậy là để cho để cố tình là họ lôi kéo những cái thành phần mà giống như là Việt kiều nè đó. Việt kiều mà còn có cái tâm tư mà kiểu giống như là kiểu giống là so sánh đó, đa số là họ so sánh, rồi một số những thành phần ở trong nước, những thành phần mà trong nước mà giống như dân chú cụi hay là cái dân mà có cái tâm hồn ngoại lai ấy, thì là đa số là họ thấy vậy, cái bắt đầu cái họ phản ứng, họ nói trời ơi ở Việt Nam dân còn khổ mà mấy ông qua ăn sang sướng này nọ rồi vậy đó. Nó nhưng mà họ không có biết được đó là khách họ nể, họ mời hay là cái đó cái ngoại giao, đó là cái ý thức về cái sự là đại diện cho một cái nước, chứ không phải là cứ khơi tự nhiên, đâu có ai mà cứ khơi mà tự nhiên mà tới mời ăn đâu, phải có cái gì đó chứ đâu phải khơi đâu. Nó đúng rồi. Cho nên những cái phần tử mà đối phương thì dĩ nhiên đó là cái chuyện của họ, chuyện đời mà họ muốn nói gì đó nói. Nhưng mà cái quan trọng đây á, cái quan trọng đây đó là cái sự mà giữa mà hai nước á, mà ngồi lại á, mà băng giao hay là ký cái gì đó, là cái quan trọng thôi, để xây dựng giữa
trao đổi về hai nước, cái đó cái quan trọng. Còn về cái mặt mà dân thường á, thì dĩ nhiên thì những cái thành phần nào đó thì trong cái mặt xã hội á, thì họ lúc nào cũng là có những cái tiêu cực, thì bắt buộc vậy thôi anh, ở đời mà họ lúc nào cũng tiêu cực vậy thôi, nó vậy thôi. Đối với mình thì ghét đúng không? Thấy ta ăn ghét đúng không? Không? À, giống như cái hình trên đây đúng không? À, thấy ánh trăng là cứ nhổng đít cong đuôi lên mà sủa suốt vậy thôi chứ biết làm gì. Đúng không? Khổ. Khổ, nói thiệt với anh á, nhiều khi những người Việt ở bên này á, sự thật của anh á, suốt đời con cháu của họ ngày nọ họ không có làm được cái gì mà có thể là có một cái vinh dự nào đó mà cho nước Mỹ đâu. Giống bây giờ vừa rồi khoảng đây 2 ngày á, mình có đưa lên cái người phụ nữ đầu tiên mà ở bên Boston thị trưởng đó, đó. Cái người Mỹ mà gốc Đài Loan Tàu đó. Anh thấy không? Thường thường những người Hoa hay là những người Trung Quốc á, khi mà họ đi vào mấy cái nước nào đó đó, chủ yếu của họ là gì? Chủ yếu của họ là học và kinh tế. Hai cái điểm đó thôi. Anh học và kinh tế. Đơn giản rồi. Chứ anh không bao giờ mà súng ba súng bãi mà anh tự cho anh là làm chính trị rồi hội đoàn này hội đoàn nọ, không có. Không có. Cho nên giữa khác nhau những người Việt của mình và những người Tàu hay những người mà Phi là Lào hay là Campuchia mình nói ví dụ vậy đó, thì anh biết ấy, Việt Nam của mình lúc nào cũng so sánh mà chăm chú những cái thành phần, những cái mà vô duyên mà không có thể nào tưởng được. Còn người ta đó, họ sống thực tế, họ sống cho tương lai, họ lên một cái kế hoạch cho con lai, cho con tương lai, cho con cháu, chứ không phải mà ngồi đó đó cái so sánh này hay là đòi hỏi này không có. Cho nên đó, người tàu người Tiều, người Việt gốc Hoa, anh biết đó, họ qua chào chị Lisa. Người Tàu, người Tiều, người Việt gốc Hoa này nọ là đa số họ qua đây, nói thiệt với anh đó, là những cái gì mà thị trường về nhà hàng làm ăn hay là kinh doanh nào đó đó là đa số là họ thầu hết. Cái đó là mình nói thật, là tại vì họ không có bao giờ nghĩ về cái vấn đề chính trị, họ chỉ nghĩ đó là làm cách nào để thành công về cái mặt thị trường đó. Còn con cháu của họ đó làm thế nào để học sau đó bước vào đại học làm trong một cái lĩnh vực, ví dụ nếu mà không làm cái lĩnh vực về nhà nước thì cũng lĩnh vực về những cái công ty là nào đó, chứ không phải như là mấy ông nội Việt Nam của mình. Mấy ông nội Việt Nam của mình tối ngày suối con cháu làm cái chuyện là không đâu gì đâu không à, rốt cuộc sao cái thế hệ mấy ổng đi lùi, làm con cháu thế hệ của mấy ổng đi lùi lại, còn trong khi thế hệ con cháu của những cái nước khác họ càng ngày càng vươn lên, càng tăng tiến lên. Vậy mà mấy ổng nói lúc nào cũng là so sánh ở Việt Nam là ô dân Việt Nam là học trình độ không có cao này nọ, nhưng mà ngược lại là nói thiệt với anh bạn, đa số những thành phần mà Việt Kiều mà bên này ra trường bây giờ đó công an việc làm chỉ có 50-50 thôi, rồi đa số là thất nghiệp, rồi một số cái nghĩa là học vấn vẫn còn là bơ vơ, học không có vào. Tuy là sinh sống ở Mỹ đó nha, nhưng mà vẫn làm những cái nghề là phụ công, là công dân thường ở bên Mỹ thôi. Đó. Thôi chắc là mình cũng tới giờ phải đi vào làm rồi anh bạn. Cảm ơn anh bạn okay, cho bạn. Mình chia sẻ nha. Chúc anh em và chúc mọi người vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Chào anh bạn. Rồi, cảm ơn bạn. Ok anh bạn.